Đến cuộc triển lãm không phải của họa sĩ, mà họa sĩ của nhà điêu khắc Đinh Phong. Đinh Phong và tôi là đã biết nhau ngoài cuộc đời từ rất lâu rồi. Tại sao? Cái duyên là tôi bị mắc bệnh động kinh và tôi thường xuyên đến cấp cứu ở bệnh viện Đinh Phong và chúng tôi quen nhau từ đấy. Cái duyên của cuộc đời. Thì sau đấy thì có một ngày đẹp trời, cái đây rất nhiều chục năm rồi, thì Đinh Phong rất hay qua sự vẽ của tôi, ngồi xem tôi vẽ và bàn thảo về nghệ thuật. Thì có một ngày thì Đinh Phong nói rằng là mình có thể vẽ được không? Thì tôi đã trả lời tại sao không? Bởi vì thực ra các danh họa ở thế giới như Van Gogh hay Gauguin, họ đều không học trường lớp nào cả, mà họ trở thành những cái người lịch sử mỹ thuật phải ghi tên. Thế thì tại sao không? Mà tôi đã khích lệ Đinh Phong rất là nhiều. Và Đinh Phong đã làm việc. Thì trong thời gian rất ngắn, Đinh Phong đã đạt được một cái tôi gọi là người họa sĩ chuyên nghiệp. Đó. Thì tôi rất là thấy thú vị ở điểm đó. Bởi vậy hôm nay tôi vừa nhắc các bạn ấy, chúng ta đứng ở đây trong cái triển lãm của họa sĩ và nhà điêu khắc Đinh Phong. Trong nghệ thuật phải có cái tôi, nếu không có cái tôi mà chỉ có cái chúng ta thôi. Nhưng mà cái trào lưu nghệ thuật mà chúng ta đã biết mà tôi không muốn nhắc tên thì nó mờ nhạt lắm. Trong cái đám đông đấy chỉ có chúng ta thôi, mà không có cái tôi thì thật là ngớ ngẩn, đúng không? Thế thì cái tôi của Đinh Phong là cái tôi của phong cách, trong những tác phẩm hội họa nó khác biệt, nó không giống ai, nó tạo được một phong cách riêng của Đinh Phong. Và trong điêu khắc cũng vậy, Đinh Phong lấy những cái mô típ từ những tranh của Đinh Phong làm trở thành điêu khắc, thì bởi vậy nó cũng rất đặc biệt. Đinh Phong đã đốt cháy một thời gian. Nếu như một người họa sĩ mà làm việc đạt kết quả này thì chắc chắn tôi nghĩ nếu như không năng khiếu, không có cái khả năng đặc biệt thì họ sẽ mất rất nhiều thời gian, và thậm chí cũng chẳng đạt được cái gì cả. Bây giờ các bạn thử tính mà xem, ba trường đại học mỹ thuật, trường đại học mỹ thuật Hà Nội, Huế và Sài Gòn mỗi một năm tốt nghiệp 30 người. Bây giờ tôi chỉ tính từ thời điểm năm 75 thôi, bạn thử nhân có bao nhiêu người tốt nghiệp, đúng không? Và có bao nhiêu người trở thành họa sĩ? Đó, quay ngược lại, có bao nhiêu người cần cầm bút để vẽ thì vẽ bên đâu? Đó, thì chúng ta phải nói sức công bằng. Bởi vậy nhìn tác phẩm Đinh Phong, nhìn công việc của Đinh Phong thì chúng ta hãy trân trọng cái khả năng làm việc của Đinh Phong. Sự thực thì không bao giờ tìm được. Sự thực là cái giấc mơ, thì nếu như bạn trải qua giấc mơ thì khi bạn tỉnh dậy thì bạn có thể đi tìm nó được không? Thì không bao giờ tìm được. Thì bởi vậy cái tính siêu thực nó mới thú vị ở chỗ đó. Trong nghệ thuật thì có những cái tính như sau. Chủ nghĩa siêu thực là đã cống hiến cái tính siêu thực. Chủ nghĩa biểu hiện đã cống hiến cái tính biểu hiện. Đó. Chứ lập thể, ví dụ lập thể thì không có cái tính lập thể ở trong đó. Thì cái tính siêu thực nó ở cái điều đó. Và tính trừu tượng, nó ba cái yếu tố rất quan trọng của hội họa: trừu tượng, biểu hiện và siêu thực. Đó. Thì cái siêu thực thì đi Dali, ví dụ đấy, thì là ông đã đặt một nền tảng rất tốt về siêu thực. Ông vẽ lại những giấc mơ của ông, nhưng những giấc mơ của ông là cái giấc mơ không bao giờ đạt được cả. Thì đó mới là giấc mơ. Một giấc mơ mà ngày hôm sau bạn thấy ngoài đường như vậy thì nó không đúng như vậy, thì chả vì thơ mộng nữa cả. Đó. Bởi vì cái siêu thực nó thú vị ở chỗ đấy. Còn biểu hiện thì kiểu khác, còn trừu tượng nó kiểu khác. Đó, ba cái tính yếu tố đấy. Còn chủ nghĩa, ví dụ như nhiều chủ nghĩa của hội họa như lập thể tôi vừa nói, thì nó chả có yếu tố gì về tính lập thể cả. Yếu tố lập thể thôi, hội họa lập thể thôi. Đó, thì câu chuyện đã như vậy. Cái này không phải là mới. Thường thường ấy, thì những người điêu khắc, những nhà điêu khắc thì không vẽ được. Không vẽ. Thế nhưng mà những người họa sĩ thì họ làm điêu khắc được. Đó là cái đặc điểm rất đặc biệt. Ví dụ như Picasso, ông làm điêu khắc tuyệt vời. Henri Matisse, ông làm điêu khắc tuyệt vời. Nói chung là họa sĩ sẽ làm điêu khắc. Đến một thời điểm là họ sẽ làm điêu khắc. Họ sẽ quan tâm đến không gian 3 chiều. Và khi họ chỉ có quan tâm đến không gian 2 chiều thôi, và họ làm chủ được cái đó, thì họ sẽ quan tâm 3 chiều. Thế còn ngược lại thì đó là một sự kỳ quặc mà tôi cũng chưa lý giải được. Tại sao điêu khắc không thể vẽ được, mà điêu khắc ra không thể vẽ được, hoặc vẽ thì không có kết quả.